này. Bấm vàng nào, có tem MR. Ô Quang, tao đang qua nè Quang. Rồi tao quýnh tụi nó rồi. Trời ơi, không quýnh được mất miếng máu luôn. Cái gì vậy? Ủa, Khang bị lắc à? Ta chết rồi. Đu, Khang với được người chị à ngon. Tao quýnh không được thằng nào luôn nè, mấy anh hai à. Giết được một thằng. Kìa, ngươi giết được thằng kìa. Có thấy đâu? Tao đang kiểm tra nó, tao quýnh nãy giờ không được nào nè. Gì vậy? Bắt cho hết. Nó giết tôi rồi, nó giết tôi rồi. Giờ tao chết rồi nè. Ok, và hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Khang VN đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Best World và thực hiện cái thử thách mà các bạn đã comment bên dưới. Đó chính là hai cái thử thách của hai bạn. Đó chính là thứ nhất là anh nâng cấp full cái gì mà update trong Best World đó mọi người. Và cái thử thách thứ hai là PvP bằng kiếm gỗ trong Best World. Ok, hôm nay mình sẽ thực hiện nó. Ok, cùng với lại Dragon VN và Sơn Bùn, hai người này sẽ giúp mình đi lấy kim cương để đi nâng cấp hai cái máy anh em. Ok, thì nếu thích video này thì đừng quên cho mình một like và một subscribe, và đừng quên nhấn cái chuông để ủng hộ kênh của mình cùng với kênh của quán Kiếm Sơn nữa nha anh em. Ok, và đừng quên okay, comment thử thách nữa nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vô trận thôi anh em. Ok, thì tụi mình đã vô trận Best World. Hình như là cái map này okay, nhìn nó giống Trung Hoa quá anh em à. Chắc là cái map này bên Trung Quốc á. Ok, mà Quang này nó cổ trang với Trung Hoa gì. Nhìn nó giống Trung Hoa mà. Ok, nhìn Sơn với lại Quang qua lấy kim cương nha. Còn mình sẽ thực hiện cái thử thách. Trời ơi, mạng mình nó hơi lắc nên em thông cảm nha. Ok. Mình sẽ PvP bằng cây cúp. Ủa lộn. Cái kiếm gỗ thôi. Ok, cái này có lẽ khá là khó. Đúng. Oh my god. Càng cần hết. Ôi trời ơi, nó lắc mà nó biến mất luôn cái này của mình luôn. Holy shit. Trời ơi, nào bọc vừa mà yếu vậy. À đúng rồi, mình mới bọc xong mà. Trời ơi, mua không được luôn kìa anh em. Vãi trưởng. Okay, chúng ta sẽ cái người nâng cấp mát hết luôn nha. Trời ơi, đặt okay. Block mà nó lắc kìa anh em. Trời ơi, chịu khổ. Trời ơi. Holy shit. 4 kim cương, ai 3 kim cương. Bật. Cái này hơi khó rồi đó nha anh em. My god. Mấy anh em mạng FPT của mình nó hay bị gì lắm anh em à. Trời ơi. Chắc mình một ngày không xa nào đó mình sẽ đổi mạng. FPT vừa tối nó lắc kinh khủng. Ôi ơi trời đất ơi. Ngu người, ngu người. Trời ơi, tại mạng lắc thôi, thấy chưa? Cái tên mình nó hiện lên mình đã té rồi mà mình chưa chết nữa mình còn đứng nghe. What the fuck lắc. Rồi mất luôn cái kiếm luôn. Bốn cục rồi này Quang. Trời ơi, tao lắc kìa. Oh my god. Trời ơi. Tao không làm được gì luôn. Cái gì vậy? Ra rồi. Cái gì hả? Tao lụm block trong cái đồ mua ra luôn rồi. Trời đất mẹ ơi. Nó lắc kinh khủng luôn anh em. Càng bị Kida rồi. Thử thách chơi thử thách chơi với cua khi mạng lắc. Trời ơi, mình giật. Ấy trời. Cái gì vậy? Cái gì? Em bà luôn nó định qua nè. Cái gì khách ta đứng yên có một chỗ à. Thôi chị khỏi cái đây. Gì vậy? Sao nó kêu ta? Trời ơi. Mình mua đồ không được luôn rồi anh em ơi. Ok, mình lấy hết đồ này ra luôn đi. Anh em thấy không, mình lấy hết đồ rồi. Mình cầm kiếm cương mình đi quýnh luôn. What the fuck? Dạ, lấy hết đồ rồi kiếm cương luôn mà. Trời ơi, thằng nào nó bắn fireball phải không? Ôi trời ơi, ta bị cái gì vậy? Trời đất mẹ ơi. Nó bắn tiếng đồng hồ trước luôn rồi á. Cạn lời rồi, ta cạn lời với cái mạng này ra rồi. Thôi, ra quan. Ủa đợi cái gì? Nó chém mic luôn rồi. Mà nó có một okay. Thằng. Giờ mình sẽ qua. Ơi, nó về kìa. Mà luôn có một thằng nữa Khang. À, có một dạng qua nè. Ơ à. Trời ơi, lắc kìa. Mà luôn có mỗi thằng thôi. Lắc kinh con mẹ nó khủng luôn anh em à. Trời ơi, mình đứng đây mình quýnh nó mà nó chạy tuốt cả nhà luôn rồi. Trời ơi, đất mẹ ơi. Khang ơi, giúp ta với, bà Lu có mỗi thằng thôi. Ôi trời ơi, lắc mẹ đặt lắc không được luôn anh em à. Có lẽ mình không cheater được rồi. Lắc như thế này làm sao mà cheater. Trời ơi, nó quýnh được mình. Ok. Lậm kim cương bên Lu luôn. Trời ơi, lắc mạng quá. Mẹ ơi, mai đổi mạng nha mẹ. Trời ơi, lắc quá. Khang đang bị lắc kinh điên anh em ạ, lắc kinh điên. Mình rất là cộng anh em ạ.
mình mà lắc mạng cái này chắc nãy giờ mình đập một mạng lâu rồi á, tại mình đang quay video thôi. Lắc mạng như kiểu slow motion vậy. Tao qua tới nhà luôn rồi quay. Nè, tao đi tới nhà luôn rồi, đứng game luôn rồi. Trời ơi. Đứng game luôn rồi. Dạ. Đứng game luôn rồi, tao đập trong tới giường luôn rồi, tao đập mất cái giường luôn rồi. Ảo á. Ảo chứ. Đập mất cái giường mà cái giường nó vẫn còn nè, Khang VN lại lên bản đến số rồi nè. Gì ghê vậy? No, what the fuck, bị kích luôn rồi. Holy shit. Ok, để mình đưa lại anh em à. Chán lời rồi. Quang, sao ngươi lại lấy kim cương của ta? Con này. Bám em mấy đồ kỳ sơn. Mập full nóc tiền. Rồi, ta lơ lửng trên không gian luôn rồi. Trời đất mẹ ơi, cái mạng nó như cái củ chuối. Mạng bị gì vậy? Mạng Sida thế. Mạng, what the fuck. Trời ơi. Như thế này làm sao mà thực hiện đây? Trời đất ơi, nói chi quýnh được một rồi. Hàng, mình quýnh nãy giờ chưa được hàng nào luôn anh em à. Nhưng người vẫn di chuyển. Anh em thấy mình đọc lâu không? Trời, nó lại đứng yên nữa kìa. Người vẫn di chuyển kìa. Nhiều em mới đâu có thế. Người thấy tài các người, thấy các người, các người thấy tài đang đi đâu vậy? Đi đâm bếch hay sao? À đâu, mất tiêu. Tao qua tới vàng luôn rồi mà. Chứ nói gì vậy? Tao thấy như đâu mất tiêu. Đó, người đang đứng ở trước nhà mà. Ủa tao đang bên vàng mà. Mày qua đi. À, được một thằng rồi đấy em. Một cái rồi. Một thằng chứ được một thằng. Trời ơi các bạn. Anh em nâng cấp máy hết chưa? Chưa, trời ơi lâu lắm nè. Đã mặt vì là biết rồi chứ Khang. Nâng cấp máy mà. Trời ơi, Quang nó chơi tới kim cương luôn rồi anh em à. Đắt banh phát luôn. Bọn này này canh thấy ta rồi. Ok, ta sẽ đập cái cục mạng. Yeah. Mình vừa đập cục mạng đó anh em. Anh em thấy ghê không? Trời ơi, bọn này bắn hết 5 vuông vào ta. Trời ơi, tao mua 3 S BST và block luôn rồi. 3 stack block luôn. Khang đang chạy trên con đường kia và Khang té rồi xong. Ồ, vậy là tao hết lắc rồi á. Tao đập được MR luôn rồi nè. Nhưng mà tao quăng cỡ 5 giây sau nó mới ra. À, nó không ra luôn. Mình không còn cảm giác gì nữa anh em ạ. Quang lên dĩa. Quang ngu người này. Bọn vàng nào có tem MR. Ồ Quang, ta đang qua nè Quang. Rồi tao quýnh tụi nó rồi. Trời ơi, không quýnh được mất miếng máu luôn. Cái gì vậy? Quân Khang bị lắc à? Ta chết rồi. Đu Khang giết được người kìa, ngon. Tao quýnh không được thằng nào luôn nè, mấy anh hai à. Giết được một thằng. Kìa, nghe giết được thằng kìa. Có thấy đâu. Ta đang đứng nhà nó, tao quýnh nãy giờ không được nào nè. Gì vậy? Bắt được hết. Nó giết người rồi. Giờ tao chết rồi nè. What the fuck? Đây là lắc mạng cực mạnh nha, không phải lắc mạng bình thường như kia đâu. Lắc cực mạnh anh em ạ. Trời ơi, đi coi rồi. Trời ơi, nó quẩy Vina Hào vậy mà. Trời ơi. Chắc nhà mình ai đang quẩy Vina Hào hay gì á? Ủa có ai quẩy không mẹ ơi? Chết rồi. Đó, nâng cấp giáp lên cấp 2 rồi nè. Tới cấp 4 lần sơn. Trời ơi, 30 cục diamond. Trời ơi, qua nhà, qua team lưu lượng diamond đi Quang. Lắc mạng là nãy giờ tụi này nó ăn củ chuối với mình rồi. Trời ơi, đập gặp thằng nào đuôi xe ở ngoài kìa anh em. Tao nghe tiếng. Ồ, Quang nó từ mới chui, từ trong cái lỗ chui ra anh em à. Mày giết đi Khang, đằng sau mà. Gì vậy? Ta giết rồi mà Khang. Ta lắc mạng. Ta quýt này nè. Mua đồ nè, cho tiền mua đồ nè. Ta không thấy vậy. Ôi ngươi chưa giết được đó mà, ôi giết được rồi nè. Giết được mà. Khang bị lắc mạnh. Lắc cực mạnh anh em, lắc 9999 binh luôn. Thử thách binh 9999 chơi bét luôn. Trời đất mẹ ơi, thằng Quang nó cho mình đồ mà giờ mình mới thấy được cục đồ anh em à. Còn thằng Quang nó vừa bỏ một đồ vô Ender Chest đúng không Quang? Đúng rồi, còn một thằng nó trốn đâu rồi. Trốn trong nhà chứ đâu nào. Trốn là sao nhà chứ đâu. Trốn nâng đồ nhanh lên, ta sẽ clear nốt thằng bên kia trong người. Surprise motherfucker. Không đi lụm nè, nó sao nhà Quang, nó sao nhà Quang. Ta lắc, ta chui đằng sau nhà, ta thấy được Quang. Ok. Kinh vãi. Ôi, ta giết được nó luôn rồi. Ta giết được nó luôn rồi. Trời đất mẹ luôn. Ta lắc thằng đó, nó quýnh không quýnh được ta luôn. Đáng sợ. H-I-H-I. Lắc H-I-H.
Oh my god. Mặc gì hack rồi. Trời ơi, mình vừa mới té mà kiểu 10 giây sau nó mới mất máu nè. Còn thiếu những cái gì nữa là full kim cương sơn. Còn thiếu kim cương thôi chứ gì ba. Thiếu nhiều lắm, mấy chục cục luôn, mấy tắc kim cương. Tao có 12 cục nè, tao có 12 cục. Ok, giờ mình sẽ qua green nha anh em. Mấy tắc luôn ai. Mình lắc mạng nhưng mà mình rất là hổ báo anh em. Khai nhân lên mới rồi mua giáp kim cương nè. Anh em hiểu hổ báo dùng mẫu giáo không? Hai nó đứng làm gì anh em? Hai nó đứng vô vô ngoài vậy? Tôi bị lắc rồi. Khang lắc mạng. À, tao quay về mít rồi, cái gì vậy? Mọi người bị lắc rồi. Tao quay về mít rồi. Lắc mạng cực mạnh anh em à. Rồi mình giật như mình giật như đang quẩy Vina Hao luôn rồi. Cái gì? Nha, 6 kim cương nữa nè. Cái gì vậy? Trời đất mẹ, cái mạng nó lắc kinh. 6 kim cương kìa sơn tầm. Biết rồi, để đó đi, cứ cất cho trong rương đi, ta ra ta mập. Phải đúng rồi. Anh em thấy mình bắt block ghê không? Nó mình đang qua nhà Rin nè. Đừng có qua nhà đúng rồi, ta lắc vậy, ta sẽ qua ta khám phá nhà Rin có gì chồng. Ta qua nhà Rin ta khám phá có gì chồng. Để cho anh em chuẩn bị nha. Trời ơi, ba lắc mạng đúng là một lợi thế đây mà. Trời đủ té rồi. Trời ơi. Ô, Khang đập luôn rồi. Gì? Khang đập luôn. Khang đập luôn nhiều. Cái gì? Thì luôn. Ủa ta lắc mạng mà. Ta lắc mạng quá. Ta lắc mạng. Cái gì vậy? Ta đang lắc mạng, ta không biết gì hết. Anh em thấy mình đập vào đó mà không nghe tiếng luôn không? Mình quýnh từng hàng trong đây là không được cái gì luôn rồi, anh em thấy vậy. Quýnh không được gì luôn. Người giết cái thằng kia kìa à, rồi. Người giết còn cái thằng à. Tao time out luôn rồi, giết gì nữa không nào. Thằng lắc rồi, oh my god nè. Vô lại đây mà. Trời đất ơi, trận bét quần này nó thật là hư cấu. Ủa gì còn có hàng thôi hả? À. Người giết hết rồi, người bị lắc người giết hết. Gì ta bá đảo vậy? Gì ta bá đảo vậy? Ơ Sơn, nó qua nhà mình kìa. Rần búp nữa nè. Dragon búp mua rồi. Đưa cho ta đi. Nè. Ủa tới giờ này mình hết lắc nè anh em. Trời đất mẹ ơi, nãy giờ mà mình lắc kinh khủng luôn. Chắc mai mình phải ra mình đổi mạng thôi anh em à. Lắc kiểu này chết. Nè kim cương đâu rồi Quang, kim cương nào. Chấm bơm 18 cục. Ok, mình sẽ bắn chết nữa. 29. Ủa đâu rồi nè. Trời ơi, té không mất máu luôn. Ủa thế. Đánh. Trời ơi. Tao té từ ở cái đường ra mid mà tao vô tới nhà nó mới mất máu. Trời đất ơi. Bươm 18 cục trong đường. 10 cục emerald trong bươm luôn. Quá dữ. 25 cục rồi, thiếu 5 cục nữa được cái giáp. 5 cục xong bao nhiêu cục nữa là đủ nâng cái lò. Bươm 16 cục. Trời nữa. Ơi lẹ đơ. Cái binh 999.000 này trời đất mẹ. À đúng rồi, tao sẽ đi thăm dò. Tao bị lắc vậy, tao sẽ đi thăm dò Green nó đang đâu. Lắc mình có thể đi thăm dò các kiểu anh em, không sợ bị tụi nó bắn giết. Ơ, giờ mất máu nè. Trời đất ơi. Trận này giàu quá. Ơ, cái gì vậy? Có khi nào nó trốn trong nhà đó không ta? Mình nghĩ chắc nó trốn nhà đó anh em. Lấy kim cương mấy nhà kia đi Sơn. Đây đang gì đây? YGTG là gì kìa? Nó chát cái gì kìa? Đâu? Nó chat gì tao đâu thấy đâu. Tao đang ở nhà mày à. Ủa nó có chat kim cương. Nó có cùng bàn chan chat kim cương rồi okay. Đang đâu Sơn? À tao thấy rồi. Ủa nó chết luôn rồi. Sao thắng rồi? Ủa nó chết luôn rồi. Ta chưa hắn. Giờ tao qua tao quýnh nó nè. Anh em xem mình giết nó nha. Đi cùng hả? Anh em xem mình giết nè. Mày Bố láo. Chờ, sao tao quýnh không được? Thắng rồi ba. Bố láo. Mình quýnh nó không văng luôn anh em, thằng này nó hắc rồi. Ôi nó đang giang cung ra kìa. Giang cung ra bắn không nào vô nội. Mình vô trận khác luôn rồi. Đờ mờ Quang thì Khang nó còn ở đó. Cái gì vậy? Ta chưa hay. Mạng ơi là mạng thời điện tử rồi Khang. What the fur? Thì ok. Khang nó đang bắt cái gì vậy ngồi đây nè. Mình nghĩ là trận này mình đã hắc rồi đây mà. Thằng kia giờ nó mới bắn. Thì ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Và đừng quên comment bên dưới những thử thách mới nha, ok. Ok. Những cái sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình mua được một cục mạng mới anh em. Ok.
Chúc người một ngày tốt lành. Sửa mạng tới luôn đi. Bye bye. Mai kêu sư mạng tới nha mẹ. Ơ nó bắt được tao luôn rồi. Cái gì vậy? Chết rồi.